nằm ở vị trí quan trọng nơi địa đầu Tổ quốc, cạnh bờ sông Ca Long, thành phố Móng Cái. Đền Xã Tắc đã trở thành điểm đến tâm linh đối với nhân dân và du khách thập phương khi đặt chân tới vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Trước kia, đền có tên gọi là Đàn Miếu Xã Tắc Đại Vương. Đền Xã Tắc hiểu theo nghĩa hẹp là đền thần đất, thần nông, theo nghĩa rộng là giang sơn, đất nước. Ý nghĩa của ngôi đền đã vượt ra khỏi phạm vi thờ thần của một làng hay một vùng mà trở thành nơi thờ thần của non sông. Với vị trí trọng yếu ở vùng đất biên ải, đền Xã Tắc như một cột mốc văn hóa vững bền khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Với những giá trị về văn hóa lịch sử, vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, đền Xã Tắc đã trở thành di sản vật thể, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia của thành phố Móng Cái. Theo những nội dung ở trên những văn bia cổ mà còn lưu giữ ở trong đền, thì đã được các nhà sử học, các nhà viện Hán Nôm nghiên cứu và có thể xác định được đền Xã Tắc chúng ta được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều đại nhà Trần. Theo những lời kể của các cụ cao niên còn sinh sống ở trong khu vực kể lại, thì trước kia đền Xã Tắc của chúng ta được xây dựng ở trên bờ sông Thác Mang, tức là sông Ca Long ngày nay, với quy mô khá là lớn. Và vào đầu thế kỷ thứ 20, thì sau một lần bão lớn thì đền đã bị sạt lở và hư hỏng. Và chính vậy người dân đã di chuyển ngôi đền chúng ta từ phía bờ sông Thác Mang về phía ngã ba Sanh Huồn tại vị trí hiện nay với quy mô nhỏ hơn trước. Và chính vì vậy đền Xã Tắc của chúng ta có một tên gọi khác, đó chính là Miếu Xoáy Nguồn. Qua thời gian thì đền đã được trùng tu xây dựng rất nhiều lần, và một lần lớn nhất đó là năm Kỷ Mão 1879. Và sự kiện này cũng đã được khắc ở trên những tấm bia cổ mà còn lưu giữ trong đền, như các nội dung của nhân dân đã quyên góp và để xây dựng nên ngôi đền chúng ta ngày hôm nay. Và với giá trị lịch sử văn hóa như vậy, mà cũng là để đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân có một nơi thờ tự khang trang quy mô, thì vào năm 2009 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đề án là trùng tu và tôn tạo đền Xã Tắc với rất nhiều các công trình hạng mục, và như ngày nay chúng ta đang đứng ở đây. Và đền Xã Tắc của chúng ta hiện nay được xây dựng trên một khuôn viên có diện tích là 20.000 m², trên một nền đất cao hướng nam, và phía đông của chúng ta là giáp với bờ sông Ca Long. Và như chúng ta đang đứng hiện nay chính là khu vực đền chính của đền với diện tích là 308 m², được xây dựng theo hình dáng chữ công, mái lợp ngói phải rồng, tường xây gạch và chủ yếu bằng gỗ lim. Thì ngoài khu vực đền chính của chúng ta thì còn có các công trình phụ trợ khác. Từ ngoài chúng ta vào đây là chính là cổng nghi môn ngoại, cổng nghi môn nội. Ngoài ra còn có nhà tả vu, nhà hữu vu, lầu chiêng, lầu trống, cùng rất nhiều các công trình cũng như là hiện vật do các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đồng chí lãnh đạo cấp cấp cũng như là nhân dân khi đến với đền đã cung tiến về cho đền. Đền Xã Tắc hiện thờ Tam Thánh là Xã Tắc Đại Vương, vốn là thành Hoàng Châu Móng Cái xưa. Cao Sơn Đại Vương, thần chủ về văn hóa nước Đại Việt. Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, anh hùng dân tộc triều đại nhà Trần.
ở tiền đường của đền có bức Hoành Phi, thượng đẳng tối linh thần, và câu đối: công tại trần triều danh tại sử, sinh vi tướng quốc hóa vi thần. Nghĩa là công lao nhà Trần nổi danh thơm xứ sở, sống là tướng quốc, chất hóa là thần. Đền xã Tắc vẫn còn lưu giữ được 3 tấm bia cổ có niên đại từ những năm 1879. Một tấm được đặt ở khuôn viên phía bên ngoài đền. Trên đó có ghi danh những người đã góp công, góp của để trùng tu xây dựng lại đền. Và 2 tấm bia được đặt phía trong đền, gian hậu cung, cũng là gian thờ thần chủ xã Tắc Đại Vương. Trước mặt chúng ta đây chính là tấm bia cổ dung là thờ thần chủ của đền chúng ta là xã Tắc Đại Vương, cũng là thành hoàng của châu Móng Cái xưa. Và đến xã Tắc thì cũng rất được quan tâm khi các đồng chí lãnh đạo các cấp khi đến thăm và làm việc tại thành phố Móng Cái thì đều ghé qua đền xã Tắc để thắp hương cũng như là vãn la cảnh đền chùa. Và cứ vào ngày mùng 1 hay là ngày rằm âm lịch thì nhân dân người ta sẽ đến thắp hương và cúng bái tại ngôi đền để cầu cho yên bình, ấm no và kinh doanh buôn bán thuận lợi. Vào năm 2018, thành phố Móng Cái đã nghiên cứu và phục dựng thành công lễ tế đền xã Tắc được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 âm lịch hàng năm với rất nhiều các khóa lễ và cũng như là các lễ hội trò chơi dân gian. Và sự kiện này thì không chỉ nhằm phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, mà nó còn thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Móng Cái. Và đặc biệt là khi mà được tổ chức tại nơi vùng biên giới của Tổ quốc. Thưa quý vị, dù ở bất kỳ thời nào thì người dân Móng Cái vẫn luôn hương khói phụng thờ, bởi đây không chỉ là một địa danh thu hút khách tham quan du lịch mà còn là một địa điểm văn hóa tâm linh. Nó đã trở thành cột mốc văn hóa, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, là nơi ghi dấu ấn ông cha ta khi xưa trấn yên bờ cõi và một lần nữa khẳng định nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.